nó có hơi bị bất ngờ quá không? Mọi người có mỏi cổ không? Hay cho mình đứng ngồi xuống đi. Tối về coi như là cái cổ như thế này luôn chết. Từ từ anh ơi, bài này buồn lắm, chị phải ổn định chỗ ngồi chị mới buồn được. Gió sẽ
xem cái khóc là gì nhỉ? Tại em khóc, con chị mới khóc ấy. Xin cảm ơn.